Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925 595 5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Tiếp theo đây là một phút mặc niệm để hướng về Tổ quốc Việt Nam, hướng về hồn thiêng sông núi, chư anh linh liệt sĩ, những anh hùng dân tộc và đặc biệt là những hùng anh tiên liệt của đất Quảng Ngãi, núi Ấn, sông Trà. Một phút mặc niệm để tưởng niệm đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Đặc biệt, phút tưởng niệm để tri ân quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và những quân đội đồng minh đã từng hy sinh trên đất Quảng Ngãi để bảo vệ tự do và dân chủ. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ chào quốc cờ kỳ và mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị an tọa. Dạ vâng, xin cảm ơn. Cho buổi tiệc của ngày hôm nay, xin cảm ơn. Anh linh hiển hiện và trong giờ phút này, xin quý vị cùng với chúng tôi hướng lòng về nơi đó. Bắt đầu. Hơn 3 lễ niêm hương vừa hoàn tất, xin mời quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị và trân trọng kính mời quý vị an toàn. Ban tổ chức giao cho trách nhiệm xứng danh quý vị quan khách đã đến tham dự buổi tiệc tân niên của Hội Quảng Ngãi Berkeley năm nay. Cháu xin mạnh phép được xứng danh quý vị. Ông Triệu Ngọc Hà, Chủ tịch
Ủy ban chấp hành Cộng đồng Việt Mỹ Berkeley và phu nhân. Ông Mike Quinn, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Cộng đồng Việt Mỹ Berkeley. Ông Phan Quang Nghiệp, Chủ tịch Vietnamese American Foundation. Kim Cựu Hội trưởng Hội Văn hải Berkeley và phu nhân. Ông Cao Hồng, Giám đốc điều hành Vietnamese American Foundation. Ông Tony Đinh, thành viên VAC Foundation, Cựu Hội trưởng Hội Tây Sơn, Bình Định, Berkeley và phu nhân. Ông Trần Đức Túc, Ủy ban Ban bầu cử Cộng đồng Berkeley. Ông Trần Chánh Tùy, Tổng Thư ký Ban đại diện Cộng đồng Việt Mỹ Berkeley, Hội trưởng Hội Nha Trang, Khánh Hòa và phu nhân. Bà Maria Phạm, Tránh Văn phòng Ban đại diện Cộng đồng Việt Mỹ Berkeley và phu nhân. Ông Phát Kim, Phó Tổng Thư ký Ban đại diện Cộng đồng Việt Mỹ Berkeley. Bác sĩ Phạm Đức Vượng, Chủ tịch điều hành tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Ông Tôn Thất Tuấn, Tổng Hội trưởng Tổng Hội Việt Cộng quân, kiêm Hội trưởng Hội Việt Cộng quân Berkeley. Ông Thái Văn Hòa, Tổng Hội trưởng Tổng Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Ông Sâm Hồ, Giám đốc Đại học Cộng đồng Evergreen College. Ông Nguyễn Tấn Lực, Hội trưởng Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Berkeley và phu nhân. Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Chủ tịch Quỹ Tư tế Cảnh sát Quốc gia Berkeley và phu nhân. Ông Trần Gia Đắc, Hội trưởng Hội Quân cảnh Berkeley và phu nhân. Ông Lê Đình Thọ, nguyên Tổng Thư ký Liên Hội Cựu Quân nhân Berkeley. Ông Hoàng Thử, Tổng Thư ký Lực lượng Sĩ quan Thủ Đức Berkeley và phu nhân. Ông Trần Sâm Nguyên, Cựu Hội trưởng Hội Việt Cộng quân Berkeley. Ông Đặng Long, Cục sự Cộng đồng Berkeley và phu nhân. Bà Nguyễn Thị Cúc, thành viên Hội đồng đại biểu Ban đại diện Cộng đồng Việt Mỹ Berkeley, Hội trưởng Hội đồng hương Phan Rang Hội Thuận. Cô Trương Văn Lan, Hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương, Quốc hội Berkeley. Giáo sư Nguyễn Tấn Thuận, Cựu Hội trưởng Hội Ái ngữ An Giang Berkeley và phu nhân. Giáo sư Nguyễn Tấn Thuận, Cựu Hội trưởng. Hội Ái ngữ An Giang Berkeley và phu nhân. Cô Phạm Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Á Mỹ, kiêm CEO Vietnamese American Community Foundation. Ông Võ Lực, Trung tâm trưởng Trung tâm Việt ngữ Văn Lam và phu nhân. Bà Nguyễn Minh Tâm, Hội trưởng Hội Tương trợ Lạc Việt. Ông Jimmy Phan, Việt Quốc Berkeley. Ông Lê Minh Ngọc, Việt Quốc Berkeley. Ông Nguyễn Lợi, Việt Quốc Berkeley. Ông Đoàn Văn Lập, Việt Quốc Berkeley. Ông Nguyễn Thảo, thành viên Nguyễn Thái Học Foundation và phu nhân. Ông Vũ Cao Châu, thành viên Nguyễn Thái Học Foundation. Bác sĩ Đào Kiều Liên, Hội Phó Hội Quảng Nam Đà Nẵng Berkeley. Ông Trần Trung Chính, nhân sĩ. Ca sĩ Thái Hành, trưởng đoàn văn nghệ tình đồng hương Quảng Hải trong tinh thần thân ái, thương yêu và cảm thông rất nhiều. Điều đó là một quý báu đối với chúng tôi.
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đồng hương Quảng Hải lớn tuổi và bạn đến đây. Hiện diện quý vị trong ngày hôm nay là một niềm vui mừng cho ban tổ chức cũng như là cho đồng hương Quảng Hải. Mới đây năm nào thì cũng tại nơi đây, Quảng Hải đã tổ chức một cái tiệc tân niên và quý vị cũng đến rất đông đủ. Một thời gian một năm trôi qua rất nhanh, có rất nhiều biến động trên thế giới, có rất nhiều biến động trong đời sống của cộng đồng người Việt cũng như cộng đồng Hoa Kỳ ở đây. Thì vào cái năm tháng thì cuộc sống sẽ có nhiều vấn đề biến đổi lắm. Vì vậy quý vị vẫn đến đây hết sức đông đủ và với tinh thần cố gắng của quý vị thì chúng tôi có những cái gì đó tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Và trong năm mới tiếp thì chúng tôi trân trọng kính chúc tất cả quý vị dị nghĩa cũng như quý vị vì lý do nào đó không thấy cô được trong đầu một tâm niên của Quảng Hải một năm mới an khang thịnh đạt và luôn luôn hy vọng. Vì con người chúng ta sống có hy vọng, nếu con người không còn hy vọng thì chỉ còn là một cái xác mà thôi. Thì quý vị và cũng vì hy vọng như vậy mà chúng tôi nghĩ rằng với cái phần đời còn lại của quý vị nó cũng không còn nhiều lắm. Cho nên tất cả những tiệc cùng bạn bè thân hữu, chúng tôi rất mong mỏi được gặp gỡ quý vị. Nhất là quý vị đừng quên Quảng Hải, một trái đất khô cằn mà trước phía tây là núi, đông là biển. Mà biển bây giờ thì cái biển ba đi có chút xíu thôi, ra ngoài nó rượt chạy thấy mồ. Thưa quý vị, để khỏi nhiều giờ, chúng tôi một lần nữa chúng ta cảm ơn tất cả quý vị hiện diện ở đây với lòng chân tình của ban chấp hành Quảng Hải cũng như đồng hương Quảng Hải chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Vâng, rất là cảm ơn ông hội trưởng. Và chúng tôi cũng nhận thấy có anh Thomas Trực Nguyễn là giám đốc YouTube VN 2020 đã đến đây để đưa chương trình của chúng ta lên trên tất cả các trang web. Xin được chào mừng ông Vin Mai cũng như chị Thoáng đã đến đây để thực hiện những thước phim gửi đến tất cả quý vị không có mặt trong ngày hôm nay. Còn Rê Sùng Nguyễn 08921 9254.
Xin cảm ơn quý vị. Để mình coi ghế này dư mình để mình làm livestream luôn. Tại vì ở đây tôi xin cảm ơn cô Mary Kiều Lê đã ủng hộ 100 đồng trong ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn cô Mary Kiều Lê. Yeah. Vâng, cái ban tài chính chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tiền cho cái vô ngân hàng nó vẫn chưa có đầy. Rất cảm ơn anh Quỳnh An đã ủng hộ cho chúng tôi 100 đô la. Xin cảm ơn anh Quỳnh An và xin quý vị một tràng pháo tay. Dạ, xin cảm ơn. Quý vị nào còn cần cái gì nào cần rượu nữa xin quý vị liên lạc với mấy cô. Mặc áo dài tiến tiến mà có cái bông đỏ đỏ vàng vàng đó quý vị. Dạ, xin quý vị liên lạc với họ. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chúng tôi xin mời Nico Đoàn Kim Chính. Và sau Nico Đoàn Kim Chính là cô Thiên Kim. Kính thưa quý vị, Nico này rất là có cái nhiệt tình từ ở Hawaii, khi ở bên Hawaii về đây mà cổ cancel chiếc máy bay để đến cái ngày hôm nay mới đi đến đây để tham gia chương trình của hội bữa nãy. Một lần nữa chúng tôi rất là chân thành và cảm ơn cô rất là nhiều. Lâu đắng vui nhưng giờ cũng thế xưa, lòng đắng lớn nhưng buồn nhớ bâng khuâng và thương tiếc vô cùng. Tôi đâu quên hoa cười chợt nhớ một người
tôi với bao niềm nhớ. Người ơi xa xăm phương trời ấy, người còn buồn còn thương còn nhớ, lắm vậy rồi em ơi. Chiều xuân có một người, người ngã đi tìm. Từ mùa xuân thương thơm mau mát. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tăng tan phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người về còn nhớ khúc hát, người yêu dấu bên bờ khỏi tiếng. Lòng này còn yêu nhân mà, tìm tương lai mà đâu có hay. Chiều nay có hoa đường ngỡ ngàng khi trời còn thơm phân màu mắt, gần trống trong hoa xuân hồng ấm, buồn tìm về tình ấy đồng hồng, giờ buồn buồn những trời mây. Xuân có một người ngơ ngác đi thuyền, đời đồng tôi cười bao niềm nhớ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chỉ tầm tan phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người về còn nhớ khúc hát, người yêu dấu bên bờ thuận tiêu. Lòng này còn quên miên mãi, tìm tương lai mà đâu có ai. Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người, có tình thương nơi phương trời cũ. Đường trắng trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đồng thắm, giờ vui vui trời mai. Đường trắng trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ái đậm thắm, giờ buồn buồn trời mai. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn anh Thọ Tiến. Mọi đêm duyên lưỡi như thơ thần đậm nhà, bước muôn ba gửi lòng lên cách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền thì đường, mình mừng xuân mừng giữa mai vàng bánh trưng. Trên khắp quê hương một người người tay nắm tay mùa nhà nụ cười, chúng sang năm thịnh vượng và phát tài. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Từng ngày thơ mong xuân từ lâu ngóng chờ,
xinh đẹp 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 không xa đời người mãi chân.